Rồi, ok các bác. Thì đây là cái video giữa con V60 và cái con 13 Pro nhé. Tuy đẳng cấp nó khác nhau nhưng mà em vẫn so cho nó vui thôi, để xem là cái con V60 nhà mình nó đang ở cái tầng nào thôi, anh em cho đỡ phải lăn tăn nhé. Tại vì cái mức giá con V60 bây giờ là chỉ có tầm khoảng 6 đến 7 triệu là căng thôi. Còn con 13 Pro này vẫn đang tầm 25 26 triệu thì phải, không nhớ nhầm thì thế. Nó gấp mấy lần như thế cơ mà. Các bác toàn so sánh bảo là flagship của hãng này hãng kia, nhưng mà các bác hình như các quên không so sánh giá thì phải. Thực ra thì đây các bác nhìn thấy đây, ở cái video 1080 60 thôi. Thì nếu mà để nói chống rung ý, thì trên cái điện thoại em thấy cái con V60 chống rung vẫn tốt hơn. Đúng là cái màu hoa thì nó, cái con V60 nó nhợt nhạt hơn các bạn. Nó không, nó nhợt hơn cái màu thực tế. Còn con 13 thì nó lại hơi đậm hơn so với thực tế một chút. Đây là chỉ trên màn hình đấy nhé các bác nhé. Còn ghép lại trên PC thì chưa biết được. Rồi, vẫn là cái bông hoa màu cam đây. Cũng tranh thủ quay sắp tối được các bạn. Rồi, so cho nó vui mà. Rồi, V60 này nét khá tốt các bạn. Đó. Đấy, xong thỉnh thoảng lại mất nét các bạn. Chả hiểu. Rồi, ok các bác. Thì đấy là cái 1080 60 nhá. Em sẽ chuyển sang 4K luôn xem thế nào, 4K. Rồi, ok các bác. Thì đây là cái video 4K luôn, 60fps nhá. Ở như cái khung ảnh này các bác có thể thấy được cái vệt ánh nắng ở đằng trước kìa, đằng xa kìa. Thì cái con 13 Pro ấy, nó còn nhìn thấy rất là chi tiết. Còn cái con V60 thì nó bị nhòe luôn, nó bị bệt luôn ấy. Nó không hiển thị rõ là ánh sáng màu vàng vàng ở đằng xa kia. Đó. Rồi, ok. Ở 4K này thì chống rung thì vẫn thấy cái con V60 nó ngon hơn. Nhưng mà cũng chưa biết đâu được các bác. Thử chạy một tí xem thế nào. Rồi, thế thôi. Để đến cái bông hoa kia cho nó nhanh hơn mà. Và các bác ấy, thử tí xem nào. Đây. Đây, ok các bác. Đó, thì ở bông hoa này ấy, nhìn thì lại thấy cái con V60 nó vẻ nét hơn các bạn, không hiểu tại sao. Rồi, ok các bác, thế thôi. Thế là đủ rồi, em xin chuyển lại cam trước nhá. Rồi, ok các bác. Thì đây là cái video bằng cam trước giữa con V60 và cái con iPhone 13 Pro. Thì cả hai con ấy em chỉ để cái độ phân giải là Full HD 60 thôi nhá. Và chỉ cần so sánh ở đấy thôi. Mà ở hai cái đoạn clip trước ấy thì em đều tắt HDR hết rồi nhá các bác. Tại vì em nhớ ra là ở một cái clip em trên tay ấy thì em quay bằng con V60 ấy, thì là do không tắt cái HDR dẫn đến là cái video nó bị nhạt, nó bị nhạt màu ấy. Đấy thì quên cái là lại hỏng video ngay. Tại vì nhìn trên khi mà không hiểu tại sao con V60 ấy là khi mà bật HDR lên ấy thì là ở trên màn hình con V60 ấy không nhận ra đâu, không biết là nó bị nhạt màu như thế đâu. Nhưng mà khi mà đưa lên video thì nó nhạt màu rất là kinh khủng, không nhận ra luôn ấy. Đấy, cho nên là tất cả những cái video em so sánh mấy con V60 với kể cả iPhone rồi Samsung các thứ, em đều đã tắt HDR nhé các bác. Như cái này thì V60 nhà mình nó xóa phông đằng sau tốt hơn. Đấy. Thì bác nào thích xóa phông thì sẽ có vẻ là thích hơn. Nhưng mà cái con V60 nhà mình nó vẫn cà da đi một chút, trông nó mịn màng hơn, trông nó có vẻ nó ảo diệu đẹp hơn một chút. Còn con iPhone thì nó vẫn thiên về cái thực tế. Rồi, ok, thế là đủ rồi các bác. Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái video giữa cái con V60 và con 13 Pro nhé. Thì tiện có máy em vẫn đang so sánh thôi, cho bác nào thích xem thì xem thôi. Đó. Đây là cái video 1080-30 thôi nhé. Rồi, sẽ đi tiếp nào. Chạy thử đến cái bông hoa nào sáng sáng tí xem nào. Đây, hoa này đây.
đó thì vẫn là hai con không lấy nét được cái gì cả. Cho thật sát vào. Ủa, sát thế này rồi mà vẫn không lấy nét được là sao? Thế thì không hiểu là nó đang lấy cái gì, không hiểu hiểu được luôn. Không hiểu luôn các bạn, không hiểu là nó đang lấy nét cái gì luôn. Cho sát vào chữ này mà hôm nay con 12 còn lấy được nét mà. À 13 chứ. Còn bây giờ không lấy được nét luôn. Ờ, như này còn lấy được này. Không được luôn, các bạn để em thử lấy nét chạm vào xem nào. Đấy, phải chạm vào thì nó mới lấy được nét các bạn. Đó, chạm vào thì ok, lấy được nét. Nhưng mà thế thì nó sẽ bị đo nét ở mỗi cái điểm đấy thôi. Ok, sẽ đi cả chỗ khác đấy các bác thấy không? Khi mà chạm vào thì bây giờ nó chỉ đo sáng ở cái điểm đấy, nó không dừng, nó không lấy các bác, không trở lại vị trí cũ ấy. Đấy, thế mới đều chứ. Thế này thì quay cái gì nữa? Rồi ok. Đây các bác thấy không? Không hiểu sao khi mà chạm đo nét xong là hai con nó đều dính ở đấy luôn, nó không nhả ra luôn đấy các bác. Thế cho nên là thôi bây giờ nó kệ nó thôi. Chuyển sang cái 60 xem thế nào nhá. Rồi các bác thì đây là cái video 1080 60 nhá. Thì vừa rồi là 30 và em đã thử chạm lấy nét để mà lấy nét cái bông hoa đấy, nhưng mà sau khi rời khỏi cái bông hoa đấy thì nó cứ như kiểu là nó bị giữ yên cái lấy nét đấy. Nó không làm cách nào để mà nó thoát ra được, cho nên thôi em phải tạm dừng cái 30 và chuyển sang luôn cái 60 luôn. Đấy thì các bác thấy đấy. Cái con iPhone nó vẫn rất là trong. Còn V60 thì nhẹ lắm. Chạy thử tí. Ôi xa. Ở đây cái bông hoa màu sáng sáng này xem nào. Ôi xa. Thực sự là không con nào lấy nét được luôn. Con V60 thì có vẻ chỗ này sáng hơn, có vẻ lấy nét được tốt hơn chút này. Đây, còn cái con iPhone thì à đấy, lấy nét được rồi. Rồi. Đó. Cái khung hình nó sẽ hơi bị lệch nhau một chút. Thôi không sao. Rồi ok. Thì ở cái bông hoa này ấy, Cái con iPhone ấy nó lại hơi nhạt hơn cái thực tế một chút nhé. Còn cái con V60 thì nó lại hơi đậm hơn một chút. Đấy, có mấy thằng cái trầu nó phóng xe ác quá. Ổn. Rồi ok các bác, em sẽ quay chỗ này cho các bác xem một tí. Đó. Thì đúng là iPhone nó vẫn rất là trong các bạn. Nhìn trên cái màn hình của iPhone rất là trong. Rồi ok, em sẽ chuyển sang 4K xem thế nào nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 4K 30fps nhé. Rồi lên 30 ở cái 4K thì con V60 có vẻ đỡ noi hơn. Cũng giống như con S2 Ultra thôi, có vẻ nó đỡ noi hơn. Này. Hai con đều không lấy nét được cái gì hết. Chán thật đấy. Sát vào xem nào. Đấy, sát vào đầu thì con 13 lấy nét được này. Đấy, xem nào. V60 này. Không hiểu sao con V60 nó không thèm lấy nét luôn. Không hiểu là thế thì nó nét ở đâu. Đây, xa xa thì lại không thể lấy nét được các bạn, chán thật đấy. Hai con, nói chung là mấy con này không hiểu về sao về đêm nó cứ lấy nét ở đâu ấy các bạn. Nó không lấy nét vào một cái chủ thể, trong khi đó chủ thể nó ngay trước mặt nó. Đấy, mãi sau là lấy nét được nét này. Đấy. Rồi ok, nói chung là cái này kiểu này thì chán lắm các bạn. Rồi thử chạy một tí nhé. Ok. Ôi, đi. Rồi mình sẽ lại chỗ cái đèn sáng trước kia xem nó thế nào. Chứ mấy bông hoa này thì không thể lấy nét được các bạn, không thể nhìn thấy gì luôn. Cho các bác nhìn xem màu thôi, chứ cần nếu mà độ chi tiết hoặc là vào đến hẳn để lấy nét hẳn trong thì khó lắm. Đấy, cho các bác xem cái điện lúc nãy này. Đó. Rồi ok các bác,
em sẽ chuyển sang 60 xem thế nào nhé. Rồi, thì đây là cái video 4K và 60fps nhé. Thì con V60 ấy nó lại khác hẳn với con S22 các bạn. Nó khi mà trang chuyển sang 60fps ấy, 4K nhé, thì nó lại khá là trong. Đấy, nó lại khá là trong luôn các bác. Đây này, công nhận là nếu mà quay 4K thì con V60 vẫn khá là ổn đấy nhá. Các bác nhìn cái biển kìa, cái biển chữ đằng trước nhá. Ở 4K này thì nhìn khá là rõ các bạn. Đấy. Và cái tán cây kìa, tán cây thì thực tế thì tán cây nhìn thực tế ở ngoài ấy, thì là con 13 nó cho giống thực tế hơn. Nó không thể xanh đậm như cái con V60 đâu. Đó. Nhưng mà nếu mà kể ra quay 4K mà 60fps như này thì con V60 vẫn khá là ngon các bạn. Có khi nào lần sau là phải khi mà quay bằng V60 là có khi phải bật 4K thôi các bạn. 4K 60 luôn. Nó hơi tối tí nhưng mà rất là nét. Đó, nó hơi tối tí nhưng mà nhìn khá là ổn, khá là ổn đấy các bạn. Đấy, nó không bị noi nữa. Thế mới tải chứ. Không hiểu kiểu gì luôn. Độ rung thì để thử xem cái độ rung thôi xem nào. Độ rung thì nó cũng rung như nhau thôi. Buổi đêm thì em thấy nó rung đa số nó rung như nhau thôi. Lại cái bông hoa đấy xem nào. Bông hoa này là sáng nhất rồi. Đây mới cái khi mà đến đây thì mới thấy được là con V60 là mình nó tệ cỡ nào. Thì đây, cái con 13 Pro nó cho cái màu sắc và cái chi tiết rất là tốt. Nhưng mà đây này, các bác nhìn thấy này, V60 nhà mình này, không hiểu nó thành cái gì nữa cơ. Trên màn hình ấy không hiểu nó thành cái gì nữa. Đó. Đây là em đang tắt hết HDR đấy nha các bác. Đấy, không hiểu nó thành cái gì. Rồi, không hiểu luôn. Đấy, nhìn bên ngoài này, nhìn ngoài rất là ngon này. Nhìn ngoài rất là ngon này, đưa vào cái lùm cây này. Đấy, cái lùm cây là thành, không hiểu nó thành cái gì luôn. Nó không thành cây nữa, nó thành cái ma quỷ gì ấy. Cái gì thực sự là nó cũng không ngon. Rồi ok các bác, thì em sẽ thử bật HDR xem nó thế nào nào.